Khi mà Thánh Ni Đại Trí Tuệ Như Đức Phật đã chọn hai vị trưởng đại đệ tử Sariputta và Mokalana cho tăng chúng, Ngài cũng chỉ định hai vị đệ tử tỳ Khu Ni đệ nhất cho Ni chúng. Khema, Tối Thắng về Trí Tuệ và Uppalawana Tối Thắng về Thần Thông Đức Thế Tôn đề cao hai vị này như tấm gương mẫu mực để hạng nữ sa môn có thể tự mình đánh giá và phấn đấu đạt mục đích tu tập. Từ khe mà có nghĩa là an toàn, thái hòa và đồng nghĩa với niết bàn nát. Tỳ khưuni Khema xuất thân từ một gia đình hoàng tộc của vương quốc Magadha. Cô có nhan sắc cực kỳ diễm lệ và thanh tú và là một trong những vương phi được sủng ái nhất của hoàng đế Bimbisara. Vua Bimbisara vốn là một vị đại thí chủ của Đức Phật và đã đạt quả vị nhập lưu. Vua dân cúng tịnh xá Trúc Lâm đến Tăng già và luôn luôn chú đáo quan tâm chăm sóc chư Tăng. Thế nhưng, dù thường được nghe nhà vua nhắc đến Đức Phật, khi Ma vẫn từ chối đến viếng thăm Ngài. Do luôn kiêu mạng về nhan sắc của mình, khi ma lo sợ Đức Phật sẽ nêu ra những sự bất toàn trong vẻ đẹp của cô, rồi thuyết giảng cho cô nghe về sự phù du của dục lạc thế gian mà bản thân cô vô cùng dính mắt. Dù biết vậy, nhà vua vẫn cố tìm cách thúc đẩy Khi ma thính pháp. Vừa thuê một đoàn ca nhạc đến hát cho Khi ma nghe những bản nhạc ca ngợi phong cảnh tươi đẹp, thanh tịnh và hài hòa của Tịnh Xá Trúc Lâm, vốn yêu thích vẻ đẹp của thiên nhiên. Khi ma quyết tâm đến viếng thăm Trúc Lâm trang điểm phấn son vàng ngọc lụa là vô cùng lộng lẫy khi ma đến viếng viếng tịnh xá tiến vào giảng đường nơi đức phật đang thuyết pháp ngài đọc được tâm của hoàng hậu bèn dùng thần thông tạo ra hình ảnh của một thiếu nữ tuyệt thế gia nhân đứng hầu hoặc cạnh cho ngài khi ma bị mê hoặc ngay bởi sắc đẹp của mỹ nhân nghĩ rằng trước nay ta chưa hề thấy một người đẹp tuyệt sắc như vậy chính ta cũng không bị kịp một phần nhỏ nhan sắc yêu kiều ấy. Thì ra, thiên hạ thật lầm lẫn khi nói rằng sa môn Gotama hay xem thượng sắc đẹp. Lúc đấy, Đức Phật biến hóa hình ảnh mỹ nhân này. Từ một thiếu nữ xanh xuân dần dần trở thành thiếu phụ trung niên rồi thành một bà lão lưng còng tóc bạc răng rụng da nhăn. Cuối cùng, là một thân hình gầy còm, lưng còng, tóc bạc, răng rụng, da nhân yếu ớt ngã xuống đất rồi nằm bất động đến lúc đó trước những hình tướng vô thường dị biệt quá rõ ràng và nhanh chóng khi mà nhận thức được vẻ hào nhoáng giả tạm của sắc đẹp bên ngoài và bản chất phù du của kiếp sống hoàng hậu tự nghĩ làm sao một hình hài đẹp đẽ như vậy lại có thể tàn hoại mau chóng đến như thế thần xác ta rồi cũng sẽ chịu cảnh đó mà thôi Đức Thế Tôn biết được tâm ý của Khe Ma, bèn thốt lên câu kệ. Hãy nhìn chiếc túi da, bất tịnh cùng bệnh hoạn, rửa nát và hôi thối, chỉ có kẻ thiểu trí mới mê đắm nó thôi. Bài kệ vừa dứt, Khe Ma chứng đắc quả nhập lưu. Nhưng biết rõ căn cơ của Khe Ma, Đức Thế Tôn tiếp tục giảng dạy và kết luận bằng một câu kể khác. Người đắm say dục vọng, tự lao mình xuống giọng, như nhện xa lưới dệt, người trí cắt trừ nó, bỏ lạc thú không mạc. Khi ma thâm nhập trọn vẹn diệu pháp và ngay lập tức, trong khi vẫn còn mang trên mình bộ trang phục sa hoa lộng lẫy của triều đình, bà chứng thánh quả A-la-hán cùng với các tuệ phân tích. Sau đó, với sự cho phép của chồng, vua Bimbisara, khi ma xuất gia và gia nhập ni chúng. Phạm nhân, khi nghe câu chuyện trên, chỉ thấy điều kỳ diệu xảy ra trong hiện tại, nhưng Đức Phật, bậc minh hạnh túc, đã thấy xa hơn và hiểu rằng người phụ nữ này không đạt quả vị giác ngộ cao nhất do may mắn hay phước báo. Sự đắc quả nhanh như chớp đó chỉ có thể xảy ra cho những ai căn cơ đã chín muồi hạt giống trí tuệ đã nảy mầm và đức hạnh đã viên mãn trong nhiều đời kiếp khi ma đã gieo trồng gốc rễ thiện pháp với thời của chư Phật quá khứ do bà có căn cơ hướng về chân lý cao thượng nhất khi ma luôn luôn có duyên lành được tái sanh ở bất kỳ nơi nào có một vị Phật người đem chân lý tối thượng đến cho chúng sanh đang thị hiện tương truyền rằng cách đây hàng trăm đại kiếp bà đã bán đi mái tóc đẹp của mình để lấy tiền cúng dường thực phẩm đến cho Đức Phật Badu Muttara. Trong thời Đức Phật Quy Patsy, cách đây 91 đại kiếp, khi ma đã từng là một giáo thọ tỳ khu ni, cũng tương truyền rằng, trong thời giáo pháp của ba vị Phật trước Đức Phật Gotama, Khema là một nữ cư sĩ đã phát tâm hoan hỷ xây cất nhiều tu viện cho tăng già. Trong khi vào thời tiền của một vị Phật. Đa số chúng sanh vẫn trôi lăn trong vòng luân hồi, từ các cõi trời đến các cõi địa ngục, khi mà luôn luôn cố gắng để tiếp cận với nguồn cõi của trí tuệ. Còn trong những chu kỳ không có chư Phật, khi mà tái sanh cùng thời với các vị Phật độc giác hoặc ở vùng lân cận các vị Bồ Tát tiền thân của Đức Phật Gotama Sakyamuni. Kinh Bổn Sanh có ghi lại một kiếp khi ma là vợ của Đức Bồ Tát Ngài luôn luôn khuyến khích gia đình hòa thuận an vui của mình như sau. Tùy thứ mình có, hãy năng bố thí, hành trì bố tác, giữ giới trong sạch, quán tưởng sự chết, suy niệm sanh diệt. Vì trong hoàn cảnh chúng sanh như ta, sống là bất định, chết là nhất định. Mọi pháp hữu vi đều phải hoại diệt, nên hãy tinh cần tỉnh giác ngày đêm. Một hôm, Đứa con trai duy nhất của bà trong kiếp ấy đột ngột qua đời vì bị rắn độc cắn. Nhưng bà vẫn giữ được tâm bình thản không than khóc. Vua trời đế thích hiện xuống, trên vàng hỏa, hỏi bà, thưa bà, người chết liên hệ thế nào với bà? Bà trả lời, tôi mang nó 10 tháng trong thai bào, cho nó bú sữa của tôi, dạy nó cử động tay chân và đi đứng. Thưa ngài, nó là đứa con trưởng thành của tôi đấy. Đế thích hỏi, thưa bà, do bản tính nam giới, một người cha không khóc thì phải, nhưng trái tim của một người mẹ chắc chắn là mềm yếu. Thế sao bà không khóc? Bà điềm tĩnh đọc hai câu kệ sau để trả lời. Không mời mà người đến, không cầu mà người vội đi. Trong đến, đã có đi, cớ chi phải sầu bi. Không lời than khóc nào chạm đến cho người chết thương tiếc mà làm chi người theo đường phải đi lợi ích gì ở đây dù bỏ ăn khóc lóc khiến thăng bằng quyến thuộc ôi càng đau buồn hơn không lời than khóc nào chạm đến cho người chết thương tiếc mà làm chi người theo đường phải đi có một kiếp Khi ma là con dâu của đức bồ tát trong một kiếp khác khi Ma là một vị hoàng hậu nhiều lần khao khát ước mong được nghe giáo pháp của Đức Bồ Tát và quả nhiên nhận được lời thuyết giảng. Kinh Bổn Sanh còn ghi lại một kiếp Khi Ma là hoàng hậu, là quốc vương và là Sariputta. Người chồng này là một vị minh quân đức độ, hành trì mười giới hạnh của bậc hiền vương, bố thí trì giới, xả bỏ chân thật, từ bi, kham nhẫn, thân thiện, hiếu hòa khiêm nhu và có công tâm. Do những phẩm hạnh này, nhà vua sống an lạc và hạnh phúc hoàng hậu cũng vậy hành trì các giới đức này. Như thế, qua nhiều kiếp quá khứ, khi ma đã thực hành giáo pháp thuận thục và tinh cần thanh lọc tâm ý cho nên kiếp này căn cơ chín mùi vì vậy. Khi Đức Thế Tôn lần thứ nhất ở tỉnh xá Trúc Lâm chỉ trong chớp mắt, Khê Ma chứng ngộ được sự thật tuyệt đối. Thái độ của Khema đối với dục lạc ngũ trần được thể hiện rõ nét qua cuộc đối thoại bằng thi kệ, ghi trong trưởng lão Ni Kệ. Đoạn Khema đánh lui sự cám dỗ của một người đàn ông quyến rũ. Theo chú giải, người đàn ông đó chính là Ma Rá, Ma Vương, đã ra sức cản trở cô trên con đường thành tựu giác ngộ giải thoát, nhưng dĩ nhiên chỉ hoài công vô ích vì Khema đã là một vị A-la-hán. À Nàng trẻ và xinh đẹp thay, ta cũng sức sống thanh xuân hãy đến cùng ta chung hưởng cung đàn ngủ khúc tuyệt vời ta kinh tởm chán ghê thân hôi thối ô uế mỏng manh chưa đầy bệnh tật ta đã nhổ sạch ái dục dục lạc giờ như gom nhọn chặt xuống thớt dày ngủ dục cái người gọi là khoái lạc với ta chẳng gì vui thú lạc thú thải điệu hủy diệt bóng tối vô minh xóa tan hãy nghe đây hỡi ác ma ngươi Ma Vương đã đại bại. Đức Phật ngợi khen Khai Ma là bậc đệ nhất trí tuệ trong các vị đệ tử Tỳ Khưu Ni. Một cuộc pháp đàm ghi trong Tương Ưng Bộ Kinh chứng minh trí tuệ của Khai Ma đã ảnh hưởng sâu sắc đến vua Pasenadi đến thế nào. Một chiều nọ, vua vi hành đến một vùng quê ở Kosala với ước mong được trao đổi về vấn đề tâm linh. Ngài sai người đi tìm một vị đạo sĩ trí tuệ hay một vị bà la môn trong vùng. Người hầu không tìm được ai như ý của nhà vua ban truyện. Nhưng nghe về vị tỳ khu ni đệ tử của Đức Phật đang cư trú trong vùng, đó là Thánh Ni Khê Ma, nổi tiếng khắp nơi về trí tuệ quảng bác, pháp học và pháp hành thâm sâu và là một luận giả tài ba. Đức vua đến gặp và tôn kính đảnh lễ ni sư. Ngài đưa ra bốn câu hỏi về trạng thái sau khi tịch diệt của một bậc toàn giác đấng như lai và được ni sư trả lời như sau thưa ni sư một đấng như lai có tồn tại sau khi chết tâu đại vương thế tôn không có tuyên bố rằng như lai tồn tại sau khi chết vậy thì thưa ni sư một đấng như lai không tồn tại sau khi chết tâu đại vương thế tôn cũng không tuyên bố như vậy vậy thì thưa ni sư một đấng như lai vừa tồn tại vừa không tồn tại sau khi chết ngay cả điều đấy tâu đại vương thế tôn cũng không tuyên bố vì vậy vậy thì thưa ni sư một đấng như lai không tồn tại và cũng không không tồn tại sau khi chết điều này cũng vậy thế tôn không tuyên bố và như vậy khi ma đã trả lời rất chính xác tất cả những gì thắc mắc siêu hình này trong ý nghĩa tất cả những gì sanh ra sẽ diệt đi và không có tự ngã chỉ khi nào từ bỏ đoạn diệt được các pháp hữu vi này, ta mới có thể thực sự tìm được bờ bến an lành cao thượng. Do vậy, Đức Thế Tôn dạy, những cánh cửa dẫn đến bất tử luôn rộng mở, những ai thính pháp sẽ có tinh tầm. Sau khi nghe các câu trả lời của Ni Sư Khai Ma, vua Basenadi hỏi, Thưa Ni Sư, do nhân gì duyên gì Thế Tôn lại không tuyên bố những điều ấy? Để luận đàm cùng vua, Khai Ma minh họa quan điểm của mình bằng một ẩn dụ. Ni sư hỏi nhà vua, có một nhà toán học hay một nhà thống kê thiện xảo nào có thể ước tính được cho vua số hạt cát dưới sông Hồng hay số lít nước trong lòng đại dương không? Vua trả lời, điều này dĩ nhiên không thể có được vì số cát sông Hằng là vô lượng không thể ước tính và đại dương thâm sâu vô lượng khó dò tận đáy được. Khê Ma nói bậc toàn giác cũng vậy bất cứ ai muốn định nghĩa về bậc toàn giác chỉ có thể làm như thế qua ngủ ẩn. Nhưng những ai đã đạt được giác ngộ thì đã đoạn tận, không còn sanh khởi, và không còn chấp thủ và ngủ ẩn. Đấng Như Lai đã giải thoát khỏi sự kết tụ của sắc thọ tưởng hành thức. Ngày thâm sâu, vô lượng, vi diệu, không thể dò tặng đái, không thể nghĩ bàn, cũng tựa như các sông hằng, nước đại dương. Do vậy, không thể chấp nhận khi nói rằng sau khi nhập diệt như lai tồn tại hay không tồn tại, hoặc vừa tồn tại vừa không tồn tại, hoặc không tồn tại và cũng không không tồn tại. Không một chế định nào có thể định nghĩa đều không thể được định nghĩa theo suy nghĩ thế gian. Nhà vua hoan hỷ nhận lời giải thích thâm sâu của Ni Sư Khai Ma. Sau đó, trong một lần đến viếng Đức Phật, vua cũng đưa ra bốn câu hỏi đó đức thế tôn đã trả lời tương tự như khê ma đã giải thích cùng ý nghĩa cùng văn ngôn vua kinh ngạc và thuật lại cuộc luận pháp với thánh ni khê ma vị nữ đại đệ tử đệ nhất về trí tuệ